4 hành khách từ vùng dịch COVID-19 ở Hàn Quốc đi trên chuyến xe từ thành phố Hồ Chí Minh về đến huyện Xuân Trường, Nam Định cùng hành khách được đưa đi cách ly. Theo Cổng Thông tin Điện tử huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định ngày 29 tháng 2, Ủy ban Nhân dân huyện Xuân Trường có văn bản khẩn về việc xe khách mang biển kiểm soát 18B-5.46 của nhà xe Tấn Hưng xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh về đến huyện Xuân Trường lúc 23 giờ ngày 28 tháng 2 có một số hành khách trở về từ Hàn Quốc. Trong đó, có một hành khách trở về từ vùng dịch COVID-19 ở Gyeongsang, Hàn Quốc. Ủy ban Nhân dân huyện Xuân Trường đã xác định được có 4 hành khách về từ Hàn Quốc đi trên chuyến xe này. Hiện 4 người chưa có bất cứ biểu hiện, triệu chứng nào của dịch bệnh COVID-19. Ủy ban Nhân dân huyện đã báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định và Sở Y tế tỉnh để có biện pháp cách ly kịp thời, và đến 14 giờ 30 phút chiều ngày 29 tháng 2, 4 người này đã được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Bồi dưỡng Quốc phòng An ninh tỉnh Nam Định để theo dõi theo quy định. Đối với những người cùng đi trên chuyến xe trên ở các xã Xuân Hồng, Xuân Đài, Xuân Phong, Xuân Bắc, sau khi được cung cấp thông tin, ngay đầu giờ chiều ngày 29 tháng 2, chính quyền các xã đã lập tổ công tác đến các gia đình trên hướng dẫn các biện pháp phòng dịch và tiến hành cách ly những người này tại gia đình để theo dõi theo quy định. Video liên quan huyện Xuân Trường cũng yêu cầu công ty thương mại và vận tải Tấn Hưng khẩn trương lập danh sách các nhân viên làm việc trên chuyến xe này, gửi về Ủy ban Nhân dân huyện Xuân Trường qua phòng y tế, theo mộc biên Việt Nam Netflix Plus Oi.